kính chào quý chư thiên vị và quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Kính chúc quý vị vạn an và như ý. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 4 tháng 4 năm Nhâm Dần. Mẹ Dư Trì Kim Mẫu, mẹ vũ trụ cũng như mẹ Cửu Thiên Huyền Mẫu đã sắp đặt cho 30 chư vị đến từ 13 tỉnh thành khác nhau được hữu duyên về tề tụ và diện kiến đảnh lễ cha trời Kiều Nguyên Tá và được nhận thanh khí điển hồng ân từ những lời huấn từ minh triết của cha. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng lắng tâm theo dõi. Cùng tất cả các con 30 vị hôm nay đã tề tựu ở tư thất của cha, được ngự tại núi Dinh, núi Bồng Lai tiên cảnh, và đây cũng là sự sắp đặt của cha mẹ đã sắp đặt từ 9.000 năm nay. Và đến bây giờ thì đến một cái giai đoạn quả đất sẽ phải thay đổi, trời cũng phải thay đổi mới, và người cũng phải làm mới toàn bộ. Do đó mà mới có một cái nhân duyên hôm nay sum họp giữa các con, do cái Cửu Huyền Thất Tổ, do mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ, do đó mà các con đã tề tựu từ Kiên Giang, từ Ninh Bình, từ Bến Tre, từ Hà Nội, từ Cần Thơ, từ Vĩnh Long, từ Sài Gòn, từ Phú Yên, từ Bình Dương, từ Đà Lạt, từ Bà Rịa, từ Quảng Trị và Thanh Hóa. Hôm nay cũng là nhằm vào ngày mùng 4 tháng 5 dương lịch năm 2022, nhằm ngày mùng 4 tháng 4 năm Nhâm Dần. Một cái sự trọng đại ở gần cái quả cầu của chúng ta thì có 9 cái hành tinh, cho nên gọi là Cửu Thiên. Chúng ta không đi vào minh triết và đi vào điển quang thì chúng ta hiểu là 9 cái tầng trời, 9 cái hành tinh xoay quanh với cái quả cầu của chúng ta để nó tạo dựng, nó cân bằng và để nó giữ được thanh khí điển để bảo vệ cho muôn loài vạn vật có ở cái quả cầu, có loài người và có muôn vật. Chính vì vậy mà các con là những đại linh căn, do đó hôm nay các con đã đắc thành thánh quả. Người thì là thánh đã thành, người là tiên đã thành, người thì là Phật đã thành. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì rồi đây nước Đại Nam Bang của chúng ta sẽ do 18 vị vua tái sinh để làm vua, làm tổng thống, vân vân, ở trên 18 nước mới. Quả cầu giờ đây sẽ thanh lọc và biến đổi sau cái năm 2022 này để nó trở thành một quả cầu hoàn chỉnh, tức là quả đất mới. Và bầu trời cũng phải thay đổi được từ 36 tầng trời xuống 72 tầng đất. Tất cả chúng ta phải làm mới. Vì thế cần phải có những loài người mới. Loài người mới phải đắc đạo, phải thành thánh, tiên, Phật. Không đủ cái tiêu chuẩn đó thì không thể chịu đựng nổi với một cái quả cầu tinh khiết, tinh khôi, trong sáng và đạt đến một cái trình độ của siêu khoa học, và khoa học không thể nghĩ bàn. Do đó mà chúng ta phải minh triết, phải sáng suốt, và chúng ta đi bằng tần số điển quang. Do đó mà cha mới đưa ra 4 cái hồng danh để có quan niệm danh cha, tức là danh của Ngọc Hoàng Thượng Đế, hay là bên Công giáo là Chúa Tể Càn Khôn, hoặc là Đức Chúa Cha. Tất cả là những danh xưng mà thôi. Nhưng mà con người chấp mê tin vào đạo ta đạo người, cho nên mù đuôi suốt 9.000 năm nay, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bởi vì là những con thú mới đầu thai lên làm người. Còn như chúng ta ngồi đây, chúng ta gặp nhau trong minh triết, trong sáng suốt, là chúng ta đã trải qua những tôi luyện luân hồi nhân quả, và chúng ta có tổ, có tông, có giống, có dòng. Cái dòng giống Lạc Hồng, cái dòng giống Rồng Tiên, cái dòng giống Âu Cơ và Long Quân. Đó là nằm ở trong vô vi mà định ra, chứ không phải có một ông Long Quân, có một bà Âu Cơ. Nhưng nghiễm nhiên nó là cái quả cầu của chúng ta mà giờ này đã có 8 tỷ người cư ngụ. Bởi vì sao? Bởi vì trong vô vi, mẹ vũ trụ cũng như cha là không khí. Mẹ là có, cha là không.
nó xoắn xuýt nhau và nó quyện hòa âm dương. Trong bản thể của mỗi người đây, nam hay nữ cũng đều phải có cái âm và cái dương ở trong bản thể của chính mình. Chính vậy, khi một người đắc đạo thì âm dương tương hội. Các con hồn vía tương hội thì bừng sáng và chúng ta hiểu ra. Có thế thôi. Và tại sao cha lại cho cái nguyên lý 4 cái hồng danh? Mỗi một cái hồng danh 14 tiếng hay 14 chữ. Chúng ta phải trở lại trong vòng 200 năm trước, khi có người Công giáo, khi có người Pháp muốn xâm chiếm nước Việt Nam và mới đem cái đạo Công giáo vào Việt Nam. Và chính cái đạo Công giáo vào Việt Nam nó mới có chữ quốc ngữ. Còn không thì chúng ta cứ chữ Hán, chữ Phạn, chữ Lào, chữ Miên. Rồi lúc đó chúng ta đâu đã có chữ Việt chính thống. Mà chúng ta phải dùng cái chữ Nôm lái từ cái chữ Hán canh tân và cải tiến. Thế rồi khi chúng ta có cái chữ quốc ngữ do Bá Đa Lộc, một linh mục người Công giáo, lấy nguyên bổn chút rút ra cái kinh nghiệm từ chữ Latin, từ chữ Tây Ban Nha, từ chữ Bồ Đào Nha và từ chữ Anh, chữ Pháp để kết nối lại và sáng tạo ra cái chữ Việt Nam mới có 5 cái dấu. 5 cái dấu huyền sắc hỏi ngã nặng thì nó đạt làm cho chữ nghĩa của người Việt Nam chúng ta nó sáng tỏ hơn. Nói ở đây nhưng mà chết cây Hà Nội là ở cái chỗ đó. Chữ Việt Nam mới có nói lái, nói nối để nó phong phú lên. Và từ câu thơ, lời văn bây giờ bằng chữ quốc ngữ nó vẫn phong phú, nó vẫn phân tích ra. Một dấu hỏi nó khác rồi, một dấu ngã nó lại khác đi rồi, một dấu huyền nó lại khác đi rồi. Vì thế gần đây có những kẻ điên khùng lại muốn thay đổi cái chữ quốc ngữ, lại muốn xóa bỏ cái chữ quốc ngữ. Thì đó là những cái mà làm cho cái chữ nghĩa của Việt Nam thoái trào mà thôi. Vì thế hôm nay nhân cái dịp có các con tề tựu đông đủ, chắc khai mở một phần để cho các con hiểu là các con không phải là người bình thường, các con là những người phi thường. Vì tiên Phật, cái mà gọi là tiên Phật Thánh là phi thường. Vì sự hiểu biết của tiên Phật Thánh nó khác hẳn với những con người bình thường. Và chúng ta không thể đem cái bộ óc của những tiên Phật Thánh, bộ óc của ông trời, bộ óc của mẹ vũ trụ, mẹ đất ra để đi so sánh với những người vừa mới là con thú, vừa mới là con heo, vừa mới là con bò, vừa mới là con gà đầu thai lên làm người. Thì nó ngơ ngơ ngác ngác, nó làm sao nó hiểu được cái nguồn gốc, cái cội gốc rễ của người Việt Nam. Chính vì thế khoa học đã tiến lên, có những kỹ sư, có những tiến sĩ, có những bác sĩ, vân vân và vân vân. Thì đạo chúng ta phải vượt qua và đi cao hơn cái đó chứ, mới gọi là siêu khoa học chứ, mới gọi là bất khả tư nghi và bất khả luận bàn chứ. Vì thế mà các con ở đây, dù bây giờ cho các nhà bác học, cho các kỹ sư đời, cho các tiến sĩ đời vân vân và vân vân không niệm 4 cái hồng danh thì cũng bù chất. Không thể khai phá được bộ óc, không thể khai mở được tư duy và không có điểm quang thì không hiểu gì về nguyên lý của vũ trụ, của trời và của đất. Rồi tranh cãi, rồi đi đến chỗ giết nhau. Và bây giờ chính quỷ và ma đến giờ phải giết nhau. Nga, Mỹ, Tàu không thể nào ngăn cản được. Thì những cái gì mà các con coi trên tin tức thời sự, vì thế chúng ta không thể nào mà bỏ qua những cái tin tức thời sự hàng ngày. Bao giờ các con có đạo rồi, hiểu đạo rồi, các con mới lấy cái điển quang để so sánh với cái văn minh của khoa học kỹ thuật nó đi. Nếu không có những con tàu vũ trụ, nếu không có những máy bay, không có những tàu thủy, không có những xe hơi chạy rầm rập suốt 100 năm nay thì đâu có sản sinh ra những cái ô nhiễm giết người như bây giờ. Hầm mỏ, quặng sắt, vật quý báu vật nó khoa học lấy ra hết. Vậy thì bây giờ đến ngày tàn của khoa học, ngày tàn của khoa học thì kéo theo cái quả cầu cũ, kéo theo cái lớp con người chỉ thích chém giết, phải chết thôi. Vì thế mà bây giờ các con về được ngồi đây, các con thấy khi cha nói, các con đầu các con rung chuyển,
Có những con về nếu không còn ở đây, không có cả cha, không có âm thanh, không có gì cả, thì các con nghe thấy trong bộ đầu các con như là những cái trạm biến điện của đời đấy. Các con đi ngang qua khoa học kỹ thuật, đi ngang qua là yên lặng một chút, các này nó kêu rồi trong tai các con nghe thấy cái dòng điện nó chạy, rồi các con ngậm miệng thấy cái hai cái đầu lưỡi với cái gì nó rút lên dần dần. Đó là điển quang mà các con không niệm bốn hồng danh, không, trước đây cha cho các con có cái pháp nào mà có 21 ngày mà đạt được đạo không, hiểu được, có điển quang để hiểu được có trời có đất không? Vì thế cho nên hôm nay một cái bài vui mừng, quá vui mừng và quá sung sướng. Hôm nay có thể nói rằng mẹ vũ trụ đã điều khiển mẹ cửu thiên huyền nữ đem các con, dẫn dắt các con về cùng với cha gặp nhau. Cha chỉ đại diện cho cái tần số điển quang, cha là không khí. Do đó mà cha xuống, cha muốn lập cái thiên đàng tại thế, tất cả mọi người như nhau, bằng nhau. Do đó mà cha luôn luôn cùng ăn một mâm, cùng uống một ly rượu với các con. Trong kinh thánh của Công giáo đó, hôm nay các con được ngồi ở chung bàn với những kẻ, các con là những người bất tử thì các con phải được ngồi với những kẻ bất tử, không bao giờ chết. Thì thế mà hôm nay cha rào rạt, nó có nhiều cái nỗi niềm vui, và chúng ta khai mở, chúng ta bừng sáng thì chúng ta hưởng. Từ người già 80-90 tuổi cũng đã về với cha, cũng đã hoan lạc những cái lần trước, cho nên cha không có làm một cái gì mờ tối, rõ ràng minh bạch, ghi vào hình ảnh những cái điều minh triết của cha, rồi các con cũng lại là những chiến sĩ tình thương, các con phải minh triết như cha và bằng cha và hơn cha. Đó là những cái mà chúng ta cần phải đưa cái thế giới loài người đi sang cái kỷ nguyên thiên đàng tại thế, kỷ nguyên thánh đức dân dân, kỷ nguyên văn minh Di Lạc. Văn minh Di Lạc đâu phải là một ông Di Lạc ra đời vẽ ra xong là lặn tượng, nó giấc con đục lạc cưỡi lưng cái giấc xong là để đại với cúng nó. Cho nên đến với cha, các con có cần phải xá không? Cha bảo không, không phải xá, không phải chắp tay, không phải lễ lại, không. Bởi vì chúng ta bằng nhau, chỉ có cái là cha là người hiểu trước, biết trước, mách bảo các con đi sau rồi cũng lại đi bước đường như cha, không có cái gì lạ cả. Còn bây giờ khoa học nó tắc rồi, nó tịt rồi, vô vi người ta làm chứ đâu phải là hữu vi làm được. Do đó 3 năm nay ó biếng bay này, trong những kinh kệ trong của các hòa hảo cao đài đó, ó biếng bay chim biếng lượn này, tàu thì biếng chạy này, xe hơi thì Covid nó cấm cho như vậy. Bây giờ nó xong rồi thì mới còn ngủ ra thì lại xả ra. Rồi thì bây giờ nó đi vào cái chiến tranh giữa Nga và Ukraine thì cái giá xăng dầu nó lên vùn vùn. Rồi tự dẫn nhau đi vào chỗ chết mà không biết, không chịu thanh tịnh, không chịu sáng suốt, không chịu minh triết. Rồi những người người ta muốn cứu mình thì bài bác, đời có cái bộ, đời người ta có công an, có quân đội, có hành chính. Thế bộ ông trời ông không có à? Nhưng có cái là ông có nhưng mà không hiện là vô hữu vi thôi. Phật tiên thần thánh người ta làm rầm suốt cả bao nhiêu năm nay để phò cha, để đưa cha ra. Và vì thế mà chúng ta hoan lạc. Cha có nói nhiều bao nhiêu cũng không bằng những tâm hồn, những tâm thức của các con tự chuyển đổi, tự tiến hóa, thay đổi cái bộ óc của mình cũ, bộ óc đời, bộ óc người. Bây giờ ta thay đổi thành bộ óc cái, nếu mà có tiên, có thánh, có Phật, chúng ta thay đổi là tiên, là thánh, là Phật ở trần gian rồi sao? Đó chỉ là danh từ, đó là ngôn ngữ, cái gọi là tiên Phật mà thôi. Vậy thì chúng ta, cái tâm chúng ta là Phật, tâm chúng ta là thánh, tâm chúng ta là tiên. Do đó mà chúng ta niệm bốn cái hồng danh để có điển quang vào, nó mới lau chùi dọn dẹp cái bộ đầu, nó lau chùi dọn dẹp cái bộ ngực ngũ hành đó, kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phế thận, phải thanh lọc, phải sửa đổi. Các dòng điển nó chạy vào, nó mới lọc hết các kinh, các huyệt, các mạch ở trong bản thể con người, bao nhiêu cái lỗ chân lông nhất, thì cái điển quang nó vào, nó mới tống cái cũ ra,
Nó là như vậy. Rồi các con ở đây hôm nay gặp lần đầu, nhưng chúng ta đã gặp nhau từ muôn tỷ kiếp rồi. Cùng ở các hành tinh, cùng ở trên cung Bạch Ngọc, xuống dưới đất thì đến ngày đến giờ phải tìm về nhau. Có hằng hà sa số các vì sao, hằng hà sa số các hành tinh. Vậy thì mỗi người là một cái hành tinh, một thế giới riêng đó. Nhưng mà nói là nói thế, nó phải thuận cơ. Còn không, nó đánh nhau chí chóe, cho nên cứ đợt sao đổi ngôi ấy. Xong đăng đã ấy thì đêm đêm mình ra mình coi bầu trời là sao xẹt cháy. Đó là những cái hành tinh mà biến đổi. Còn như con người thì nó đem tàu vũ trụ, nó đem đến đây không gian thôi, chết rồi mà nó không biết. Đại diện các đoàn, các vị mình có những chia sẻ tâm tình gì thì mình chia sẻ à? Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chí Tôn Đại Thiên Tôn. Con tên là Lê Văn Nhuận, nay 55 tuổi. Con đã nhận ra cha từ tháng 9 năm 21 là Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế đã hạ phàm. Và con đã hành pháp của cha. Và con cũng đã nhận được điện quang. Cũng nhờ hồng ân của cha mẹ nên là con cũng được thanh nhẹ, tâm hồn và thể xác được thanh nhẹ. Đây là một cái đại ân của cha mẹ ban cho con. Con xin chào cha và con kính chào các chư vị. Thật ra ngày hôm nay là con, mục đích của con xuống là con thăm ba đức. Nhưng mà ngoài ra thì nó cũng có một cái lý do khác nữa là con thăm cha, con diện kiến cha. Con xin hết. Rồi thế là từ từ cái đã con. Rồi đã làm dày công suốt bao nhiêu tháng nay, rồi để đúng cái ngày hôm nay thì mới đem về dâng cho cha. Ô trà, nó ở trong một cái nuvium đó. Rồi xong, để cha quay cái mặt này lại, hai mặt đều có hình cả. Chụp ảnh bên kia đi, cho cha bắt tay. Phải có đối chiếu. Đây giới thiệu các con, đây là Phật Đông Lê Trọng Đông hả? Còn kia là Phật Phương, cái gì Phương? Nguyễn Thị Phương, đó là tên cũ, cha mới đặt tên mới là Phật Đông rồi. Với lại Phật Phương rồi. Con kính cha, kính các chư Phật, chư Tiên, chư Thánh. Con là tên là Đông, đến từ Thanh Hóa. Qua cái thời gian mà con theo dõi cái kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức, nên hôm nay có cơ duyên đến được gặp cha và các chư vị. Và con có lời chào tới tất cả các chư vị. À, con xin hết ạ. Con tên là Phật Phương ạ, và con cũng đến từ Thanh Hóa. Con cũng nghe kênh của Thánh Đức nên con cũng bệnh tật liên miên mà con vào đây. Con gặp cha con cũng hết bệnh, con khỏe hẳn luôn. Con thấy trong người đúng là con mấy chục năm nay là con cũng bị bệnh. Nên là con vào đây con thấy khỏe mạnh. Người con khoan khoái mà con tinh thần con đúng là vào đây đúng một nhà như mình ạ. Con xin hết ạ. Con kính chào cha, kính chào các chư vị, chư thiên vị Phật, Tiên, Thánh Thần và cùng các chư thiên vị. Hôm nay con có nhân duyên lớn được về đảnh lễ cha. Con nay con đang công tác ở trong đơn vị quân đội. Và nay con cũng được nghỉ phép. Nên là... quá tuyệt vời. Cái quân đội con được ở trong cái ngành gì? Dạ con chuyên bên ngành kỹ thuật tăng thiết giáp ạ.
xe thiết giáp hả? Vâng. À, tăng thiết giáp. Xe tăng với xe thiết giáp. Ừ. Nói thế thôi nhưng mà hai vần, hai mặt nó phải song song. Thì bây giờ cái đó là thuộc về bên mình là bên đời. Đời mình phải hoàn chỉnh cái đời cho nó xong. Còn cái đạo thì mình con đã đi được theo có cái nhân duyên. Một vị chân mạng lớn thì mới hiểu được, mới bắt được cái kênh kỷ nguyên Thánh Đức chứ. Là thánh mà. Rồi về đây ấy, là cha dạy con là thành nên tiên với Phật cơ mà. Mà Phật thì phất phơ à. Phật thì như gió như mây. À, bay núi này, bay núi kia, bay nước này, bay nước kia, hành tinh này, đi sang hành tinh kia. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chí Tôn Đại Thiên Tôn. Nam Mô Vô Cực Tử Tôn Tây Thiên Bá Chủ Vương Cung Tây Mẫu. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Nặc Tôn Phật Khai Cơ Thánh Đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào cha, kính chào chư thiên vị. Con sinh ra là ở Hà Nội. Con là Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1969, năm nay con 53 tuổi. Quá trình của con trở về với đạo thì cũng rất là vất vả năn na. Con bỏ qua tất cả chuyện gia đình tư nhân, bây giờ con vẫn sống độc thân. Hôm nay con trình với cha cái quá trình con đi tìm mẹ cha. Cũng thì bây giờ con xin đọc kính mẹ cha và các chư thiên vị. Bao đời bao kiếp con tìm, luân hồi sinh tử con tìm mẹ cha. Bao đời phàm ngã tạo ra, bức tường ngăn cách đường về mẹ cha. Đắm chìm ngũ dục ta bà, sinh sinh tử tử vẫn trong luân hồi. Thiền tông Phật dạy chữ thôi, con tạm thôi được luận bàn thế gian. 6 năm cư ẩn giữa ngàn, gãy chân trả quả con đành về quê. Bất ngờ con tỉnh cơn mê, thân không trọng lượng con hòa hồn cha. Nặng thầm chẳng dám nói ra, con biết cha mẹ hạ nơi hồng trần. Đất trời rộng lớn mênh mông, long ngam rồng ngẩn mò lần tìm cha. Chùa thiền Tân Diệu đường xa, 2 lần con tới vẫn không bóng hình. Lẽ nào con vẫn vô minh, điển quang nhận được ai người ban ta. Nghe lời Phật Tổ Thích Ca, ngoài ta tìm Phật khắp theo đường tà. An nhiên tự tại quê nhà, 10 phương có Phật cha đâu xa mình. Thân thể chưa kịp về quê, điển quang cha phóng châu thân con khờ. Điển quang cha phóng bất ngờ, như mô tư điện o o trong đầu. Nệ dòng chảy suốt đêm thâu, nhiều đêm liên tục con ngồi khóc thôi. Nệ rơi hòa tiếng mưa rơi, rửa bớt tội chướng con cha ngập trời. Quỷ ma chúng cũng con trời, người hiền tiên thánh con trời như nhau. Chỉ vì vai diễn khác nhau, cha tổng đạo diễn người đời diễn viên. Tuồng diễn suốt 9000 niên, nay tuồng chấm dứt con hiền gặp cha. Con ác bài thiện chưa qua, sẽ phải diễn lại tuồng đời mặt trăng. Con nào phản đạo chống cha, hố đen vũ trụ tan thây nát hồn. Chúng con phước mỏng nghiệp dồn, cúi mong cha mẹ nương tay con khờ. Nệ dòng suối nệ con thư, tâm tâm niệm niệm bao giờ gặp cha. Điển rằng cha chính là con nào hiếu tử con là chính cha. Con mẹ vô nhiễm Maria, 5 châu 4 biển đều con một nhà. Niềm vui bất tận vỡ hòa, phải làm gì đó giúp cha mẹ mình. Hiểm nguy chẳng ngại hy sinh, đất trời là một nhà mình đi đâu. Tuồng cũ nĩ nại cúng cầu, phải phá bỏ hết mới là văn minh. Trước hết thực hiện nhà mình, nhà nhà như thế sẽ ra toàn cầu. Tượng hình chuông mõ kinh cầu, cho vào nò nửa niệm câu Di Đà. Đồ giả sẽ cháy ra ma, đồ thật không cháy mới là chân kinh. Con đốt khoảng 100 cuốn kinh, khói nửa cho bụi ngút trời thưa cha. Em con sợ quá cha, sụt sồi ngồi khóc, tưởng con điên rồi. Niềm vui nho nhỏ bất ngờ, trong đống cho bụi vẫn còn cuốn kinh. Y nguyên chẳng cháy mới ninh, đó là kinh thật lượm vào tặng em. Con cũng chẳng dở ra xem, không, con cũng không muốn biết kinh thư viết gì. Điển quang bất khả tư nghì, là kinh vô tự cần gì kinh thư. Hư không thể vốn như như, hồn mình cũng vậy kinh thư không cần. Mẹ đang đau đớn bội phần, bởi con bất hiếu hại thân mẹ già. Chỉ vì dạ quỷ tâm ma, đam mê vật chất làm ma hồng trần. Đền ơn mẹ đấng hồng ân, con phải hành động bất cần tấm thân. Đêm tối thân thể cởi trần,
đi trong trời đất chân trần con đi, đi theo nốt nhạc từ bi, đi cho đến sáng mới về nghỉ ngơi, bao đêm hòa với đất trời. Khi bơi dưới nước, khi neo, nên dừng. Tâm con tủi tủi mừng mừng, hồn con còn cảm được nỗi đau cha già, người thân con chẳng hiểu ra, thấy con như vậy cho là con điên. Đã điên thì thật phải điên, con quậy con phá, ma quỷ ma siêu hồn, bao nhiêu ác quả nghiệp dồn, người thân con tạo, con xin lãnh dùm. Em con bị bệnh ung thư, con nguyện bệnh đó di căn sang mình, con trời đâu sợ hy sinh bất diệt là mình chứ ai. Chỉ vì đúng đúng sai sai, vọng tâm phân biệt thành hai thành nhiều. Trời cha nguồn cội tình yêu, đất mẹ nguồn cội của lòng thứ tha. Đất trời cha mẹ chúng ta, đó là sự thật sao người còn mê. Nòi người thức tỉnh lại đi, cùng cha cùng mẹ lập nên thiên đàng. Đừng phun hóa chất ngập tràn, ô nhiễm không khí, hại luôn chính mình. Thử nhìn coi những cánh rừng, ai phun ai xịt vậy mà tốt tươi. Si tham hóa thành hại người, hại bao sinh vật, hại cha mẹ mình. Kỷ nguyên di nặc văn minh, kỷ nguyên ánh sáng xài bằng điển quang. Điển vào hạnh phúc ngập tràn, một đêm con tỉa ba cây cha à. Ba cây long thọ thưa cha, ba cây ba cõi cũng là ba ngôi. Ngọn cây nọng báu mẹ cha, ba cành tam giáo, nay thời quy nguyên. Năm cành dưới cốc cây là ngũ chi hiệp nhất đó mà thưa cha. Tám cành ngoài tám cành cây ấy ra, con cắt con tỉa con phen cho rồi. Vừa xong trời sáng cha ơi, con thét thật lớn, đất trời rung rinh, kỷ nguyên di nặc đến rồi. Cát tường như ý, người người như nhau, dứt lòng lòng quặn tim đau. Một phần ở lại chín phần rớt rơi, ai thật biết đến đất trời sẽ được ở lại lập đời thượng nguyên. Thiên đàng có tại hồng trần, quả sầu 68 hồng ân cha trời. Nghiệp dồn ác quả đến nơi, hóa thành tiểu hạn bể đầu con cha. Hạn hòa hóa giải oan gia, tuy đầu con bể mà lòng con vui. Nguyện con nay ứng hiện rồi, kiếp nạn em gái di căn con rồi. Bất ngờ dòng điển trên trời, như mu tư điện máu cầm hết đau. Vỡ đầu y học họ Khâu, hồn con đâu vỡ, hồn là chính cha. Thấy mẹ vô nhiễm Maria, thấy chúa bé nhỏ trong lòng mẹ yêu. Thưa cha, thưa mẹ kính yêu, bao đời, bao kiếp con tìm mẹ cha. Bao đời con chẳng nhận ra, nào ngờ cha mẹ có đâu xa mình. Chỉ vì vọng tưởng vô minh, tìm cha tìm mẹ ngoài mình ma đưa. Chỉ vì có nắm thầy nửa, có nhiều cha giả ngăn ta đường về. Chỉ vì chuông mõ ta mê, chấp kinh có chữ chấp mê đủ điều. Chỉ vì quên mất tình yêu, mới là nguồn cội của đời chúng ta. Thương yêu tha thứ thứ tha, từ bi hỷ xả là cha muôn loài. Cha là thượng đế chứ ai, cha là không khí bao trùm tràn khôn. Cha là định luật bảo tồn, là thuyết tuyến hóa càn khôn muôn loài. Cha là vô cực vô cùng, cha là nửa ấm sưởi đời chúng sanh. Cha là hết thảy tiện lành, cha là cực ác chiết minh tột cùng. Cha là chúa tể thánh linh, ác thiện đều cực mới là toàn năng. Cha là tuyệt đối công bằng, con ác thì thưởng ác, con lành phước ban. Cha làm, cha chẳng nói năng, là luật nhân quả công bằng xưa nay. Cha là sự thật đời này, là đấng sáng tạo hóa sanh muôn loài. Cha là không đúng chẳng sai, tình cha bình đẳng đúng sai ích gì. Vậy cha là cái chi chi, là không nhất vật bản lai mỗi người. Thể cha trùm phủ đất trời, trược thanh hỗn độn chỗ nào cũng cha. Ở trong thí khể khí bao na, cha là khí điển lành nguyên dương. Cha là trí sáng thái dương, cha là hơi thở chúng sanh ngàn đời. Tuồng lời cha diễn cũng nhiều, hạ đế cha diễn tuồng đời cùng chúng con. Vai nào cha diễn cũng tròn, diễn tốt đến nỗi chúng con không ngờ. Thưa cha con kể sơ sơ, cha là quốc tổ hùng vương thuở nào. Cha là niu bị vườn đào, cha là bao chừng chặt đầu ác ma. Cha là Đức Phật Thích Ca, cha là Đức Chúa Giê-xu hạ trần. Cha là Minh Đức Trạng Trình, Tây An Sư Vải Bán Khoai Tổ Thầy. Đức Huỳnh Phú Sổ là cha, Tiên Ông Bồ Tát danh xưng cao đài. Cha là đạo diễn kỳ tài, cha vừa biên kịch đất trời cha xoay. Cha là ánh sáng ban ngày, hành tinh tam cõi cha xoay cha vần. Càn khôn vũ trụ chuyển luân, quy luật tiến hóa cha là minh vương. Tam cõi trời đất và người, cha là chúa tể, cha là cán cân.
cha là đại định đời đời, cha là trùm phủ hư không tận cùng, mẹ là tàu lượn không chung, mẹ là đất đá thông dung diệu hiền, mẹ là thực thể muôn loài, mẹ là nước uống muôn loài mẹ nuôi, mẹ là ao báu tòa lầu nên danh hiệu mẹ Phật Kim Diêu Trì, mẹ là đại đức từ bi, mẹ cả ma Phật phước lành mẹ ban, đức mẹ sâu thẳm vô ngàn, đêm tối hóa hiện mẹ là ánh trăng. Ở trong hỗn độn càn khôn, khí điển của mẹ chính là nguyên âm, trời cha điếc đất mẹ câm, mật nhẫn như vậy là vì chúng con. Đất trời sắc sắc không không, sắc hồn mẹ đất hồn không cha trời, nguồn cội sự sống đời đời, muôn vàn vận vật không ngoài mẹ cha. Đất trời không thể cách xa, mối tình vĩnh cửu đời đời bên nhau. Những điều hiểu con hiểu về cha, con gom lại ấy là chữ thương, là vua chuyển luân thánh vương. Sơ sơ con kể, mong là cha vui, giấc mơ hóa sự thật rồi, kỷ nguyên thánh đức con nhìn thấy cha. Thôi tìm mà thấy mẹ cha, quả trời rơi xuống vỡ hòa niềm vui, không mơ mà là sự thật rồi. Đất trời hóa hiện kim thân cha kiều, con yêu cha mẹ thật nhiều, như tình vũ trụ tình yêu đất trời. Con tim nay đã biết yêu, óc cằn tươi nặng, viết bài trình trang.